Xin kính chào quý vị với bản tin truyền hình sáng thứ tư ngày 20 tháng 6 Thưa quý vị, Trung Quốc hôm qua nói họ không hài lòng về việc lực lượng quốc phòng Việt Nam tuần thám các đảo ở Trường Sa. Phát ngôn hồ nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc họp báo tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo ở Trường Sa cũng như ở các vùng lãnh hải gần kề. Những hành động gần đây của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc người phát ngôn này còn yêu cầu việt nam tôn trọng tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông gọi tắt là doc tránh hành động leo thang cũng như làm phức tạp thêm tình hình ở đây Phát quân nhân họ Hồng có ý nhắc đến phi vụ tuần tiễu trinh sát trường Sa của không quân Việt Nam diễn ra hôm 15 tháng 6. Lần đầu tiên, một phi tuần 4 máy bay gồm hai chiến đấu cơ SU-27, một vận tải cơ AH-26 và một máy bay chỉ huy đã xuất phát từ căn cứ Phù Cát Bình Định, bay tuần sát trên vùng đảo Sông Tử Tây và Đá Nam thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Phi vụ tuần tiễu trinh sát bắt đầu lúc 7 sáng và các phi cơ trở về căn cứ lúc 9:30. h Trước đây không quân Việt Nam xuất phát từ các căn cứ ở phía Nam có bay ra vùng trời Trường Sa. Campuchia có thể sẽ nhượng lại hai ngôi làng biên giới cho Việt Nam để đổi lại hai ngôi làng khác được cho là thuộc phần đất của nước này xưa kia. Tờ Nongpeng Post trích lời của Bộ trưởng cấp cao phụ trách ủy ban biên giới Campuchia là ông Vakim Hong cho biết Campuchia sẽ thỏa thuận với Việt Nam để giữ lại hai ngôi làng Tokchak và Ang lung Tre thuộc huyện Ponghir Khe, tỉnh Kampong Cham, trong khuôn khổ tiến trình phân định biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, muốn như vậy Campuchia phải tìm một khu vực nào khác trong tỉnh Kampong Cham để trao lại cho phía Việt Nam. Việc trao đổi này được ông Vakim Hong gọi là một sự tương nhượng. Thông tin không cho biết tên hai ngôi làng sẽ trao cho phía Việt Nam. Tòa án Nong Pen hôm qua kết án 8 người Việt Nam về tội sản xuất và buôn lậu ma túy, phạt tù giam từ 5 năm tới 15 năm. Một số trong những người Việt Nam này đã sử dụng tên Campuchia, theo tuần hòa xã cho biết. Tòa tuyên phán 4 người bị 15 năm tù giam và nộp phạt mỗi người hơn 2.500 đô la. 3 người khác chịu 5 năm tù giam và nộp phạt 2.000 đô la người còn lại bị phạt 6 năm tù giam và nộp phạt 1.750 đô la. Tất cả 8 bị can bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2011 trong một đợt truy quét của cảnh sát Campuchia. Cảnh sát đã thu giữ được hơn 100 gram chất methamphetamine, nhiều loại ma túy tổng hợp cũng như nguyên liệu để chế biến ma túy. Một kiến trúc sư người Pháp đã dính líu đến vụ bê bối chính trị lớn nhất tại Trung Quốc trong hai thập niên qua mới bị bắt giữ tại Campuchia. Trung Quốc yêu cầu Campuchia giao nộp ông này cho phía Trung Quốc hoặc phía Pháp. Người bị bắt có tên là Patrick Angry de Villiers, năm nay 52 tuổi, là một trong hai người nước ngoài được cho là có quan hệ chặt chẽ với gia đình ông Bạc Hy Lai. Không những thế, ông này còn có mối quan hệ cá nhân thân thiết với vợ ông Bạc Hy Lai, người bị cáo buộc đã giết hại thương gia người Anh, Neil Hayward. Theo thông tin từ Reuters, ông De Ville gặp bà Cốc Khai Lai, vợ của ông bà Khai Lai trong thập niên 1990 tại thành phố Cảng Đại Liên. Lúc đó, ông là kiến trúc sư, còn bà là phu nhân ngài thị trường. Về cái chết của thương gia Haywood, các nguồn tin từ cuộc điều tra cho hay bà Cốc cũng biết ông Haywood tại Đại Liên hồi những năm 1990. Ông này sau đó bị sát hại vì cho là đã đòi chia quá nhiều tiền sau cuộc thương vụ chuyển tiền ra nước ngoài. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo Le Monde tại Campuchia mới đây, ông De Ville chối bỏ vai trò trong các vụ rửa tiền. Và thưa quý vị, tòa án tối cao Pakistan hôm qua ra phán quyết truất phế tư cách thủ tướng của thủ tướng đương nhiệm Yusuf Raza Gilani với cáo buộc ông nhạo báng bộ máy tư pháp vì không chấp hành phán quyết trước đây của tòa án. Hôm 26 tháng 4, Tòa án tối cao Pakistan đã cáo buộc ông Gilani không tuân thủ yêu cầu của tòa án khi ông không chịu đề nghị giới chức Thụy Sĩ mở lại cuộc điều tra tham nhũng liên can đến Tổng thống Asif al jadari Theo phán quyết của Tòa án tối cao, ông Gilani sẽ không được nắm giữ các chức vụ trong cơ quan công quyền trong thời hạn 5 năm và phải chấp hành án lệnh trong vòng 30 ngày. Chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Gilani cũng bị giải tán ngay lập tức do tư cách thủ tướng của ông đã bị bãi bỏ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.